Nếu ai đã từng đặt chân đến Hà Giang, đi du lịch Hà Giang thì đều trầm trồ về hình ảnh hùng vĩ của mảnh đất địa đầu Tổ quốc của chúng ta. Thiên nhiên đã ban tặng cho Hà Giang rất nhiều núi non trùng điệp và hùng vĩ. Thế nhưng mà cũng chính vì đặc điểm như vậy mà cuộc sống của người dân ở Hà Giang cũng sẽ có những cái điểm khác biệt, khác hẳn với nhiều nơi khi mà quanh năm sống cùng với núi đá và việc sản xuất nông nghiệp thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và chắc là Huy Hoàng cũng đã nhiều lần đặt chân đến Hà Giang rồi đúng không ạ? Vâng, cá nhân tôi thì cũng khá là may mắn khi đã được tới Hà Giang vào cả mùa hạ lẫn mùa đông rồi. Và thực sự thì cảnh đẹp ở đây rất là đẹp. Nhưng mà đó là cảm xúc của những người mà khi đến để dạo, thưởng ngoạn du lịch mà thôi. Còn thực sự khi mà những ai thực tế sống cùng bà con nông dân, làm cùng bà con nông dân nơi đây thì tin chắc rằng ai cũng phải thốt lên rằng nhiều nơi ở đây còn quá khó khăn. Nhiều thôn bản nằm sâu tít trong thung lũng, hạn chế về mọi mặt, thiếu thốn nhiều thứ. Ngay cả hạ tầng cần thiết cho cuộc sống, ví dụ như là điện đường, trường trạm thôi, thì ở đây bà con cũng chưa tiếp cận được đâu. Vâng, đúng là như vậy. Và mong muốn được đi lại trên một con đường thuận tiện, không có đá chắn ngang đá và không còn những gập ghềnh khúc khuỷu, có điện thắp sáng mỗi tối có lẽ cũng là ước mơ của nhiều bà con sinh sống tại vùng khó khăn này. Và với bà con ở thôn Cán Lủng, xã Cán Chu Pìn, huyện Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang thì họ đang mơ về một con đường như thế khi mà được một YouTuber có tên là Nắng Cao Nguyên đã kêu gọi tiền hỗ trợ, ủng hộ từ các mạnh thường quân. Sau đó thì lại đứng ra vận động bà con ở đây cùng xây dựng con đường vào thôn bản và trả tiền công cho bà con từ tiền ủng hộ của các mạnh thường quân. Mà không những vậy thì các thành viên của Nắng Cao Nguyên còn hướng tới mục tiêu xa hơn, đó là có thể làm đường xây nhà cho bà con tại thôn Cán Lủng. Và trong khi tình yêu thương và việc làm thiện nguyện vẫn đang được nhân lên ở thôn Cán Lủng thì ở nhiều nơi, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, những ngày qua lại xảy ra những ồn ào xung quanh văn hóa thiện nguyện của nhiều YouTuber. Những hành vi không đúng với bản chất từ thiện hay những phát ngôn khiếm nhã của một số người đã làm tổn thương những người yếu thế. Vâng, vậy những cá nhân, những tổ chức hay là các YouTuber đã làm thiện nguyện thì cần phải có tâm như thế nào và làm từ thiện ra sao để tình yêu thương được lan tỏa một cách đúng nghĩa? Bàn về vấn đề này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay nhà báo Phạm Trung Tuyến. Xin cảm ơn nhà báo đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, và trước khi đến với phần bình luận của nhà báo thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Hiện tại thì công việc của mình ấy, thì bình thường hàng ngày thì khoảng 7 giờ sáng mình sẽ đi vào với bà con để mở những cái tuyến đường giao thông đi lại thuận tiện hơn. 5 giờ chiều thì mình sẽ về nhà nghỉ ngơi một chút, xong ăn cơm xong thì khoảng 7 giờ đến 7 rưỡi tối thì bắt đầu là tiếp tục công việc là chỉnh sửa video đăng lên trên các trang mạng xã hội như YouTube và Facebook để cho tất cả mọi người trên toàn lãnh thổ Việt Nam cũng như trên toàn thế giới hiểu rõ hơn về những cái cuộc sống của bà con ở trên vùng cao nguyên đá, thì mọi người cũng có thể thấu hiểu được những cái nỗi khổ của bà con đã trải qua ở trên vùng cao nguyên đá là như thế nào. Thì chắc là anh em mình sẽ bắt đầu đi nhỉ? Dạ vâng. Anh Phạm Đức Mạnh là người sinh ra và lớn lên ở thị trấn Mèo Vạc, Hà Giang. Cách 4 km nữa anh ạ. Hiện tại, anh Mạnh và các thành viên trong nhóm YouTube Nắng Cao Nguyên đang thực hiện việc mở một con đường cho bà con sống dưới thung lũng Cán Lủng. Ở đây chỉ có 53 hộ dân, họ gần như là sống biệt lập với bên ngoài. Từ đây đến Cán Lủng còn 4 cây số đường mòn theo núi, và dự án của anh Mạnh trong năm 2021 này chính là mở được một con đường dài 3,5 km từ đường chính của huyện vào đến thung lũng. Có một mình em là vào trong đây hỗ trợ bà con à? Hay là nhiều anh em? Nhóm anh em thì có 9 anh em. À, dạ vâng. 9 anh em? Dạ vâng. Thì đều là con người vùng cao nguyên đá. Thì anh em cũng có gọi là nguyện vọng cùng chung chí hướng là cũng muốn là làm sao mà giúp đỡ bà con có một cuộc sống là tốt đẹp hơn anh ạ. Đây chính là nơi anh Mạnh và bà con Cán Lủng đang dốc hết sức lực để thực hiện ước mơ làm lên con đường hạnh phúc cho thung lũng này. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, ngày nào cũng vậy, không khí làm việc luôn nhộn nhịp, luôn được thực hiện một cách nghiêm túc như thế này. Tất cả bà con đến làm đều là tự nguyện, nhưng sự tự nguyện đó là cho chính họ và con cháu ở Cán Lủng sau này. Họ sẽ bỏ công sức và sau họ là những mạnh thường quân mà họ chưa từng gặp gỡ. Anh Mạnh sẽ là cầu nối để mang kinh phí các mạnh thường quân gửi về cho bà con tập trung mở đường.
Một năm trước, thung lũng Cán Lủng đến điện cũng không có. Màn đêm buông xuống là lúc mọi hoạt động của cuộc sống ngưng nghỉ. Cuộc sống lúc đó ở Cán Lủng gần như là tách biệt khỏi nền văn minh bên ngoài. Và những video của anh Mạnh đã kêu gọi được hơn 350 triệu đồng để mở một đường điện 4 km vượt núi kéo vào đây, mang đến ánh sáng văn minh cho bà con. Và bây giờ khi điện đã có, anh Mạnh tiếp tục được các mạnh thường quân đặt chọn niềm tin vào việc làm đường, xây nhà cho bà con. Thì cũng được biết là cái thôn Cán Lủng này là một trong những thôn là khó khăn nhất của xã Cán Châu Phìn, chưa có một cái gì cả. Thì em mới vào thăm thấy bà con là khổ quá, với lại về nhất là về cái điện không có, về năng lực sản xuất thì không có, nên em mới có nung nấu một cái ý định là sẽ giúp đỡ cho bà con là có điện, có tí gọi là chấm vào trong Cán Lủng này. Hiện tại thì đang làm cái tuyến đường đây, tuyến đường nội thôn là từ tổ 3 lên tổ 4. Sau khi hoàn thành xong tuyến đường này thì sẽ bắt đầu là xây dựng là 9 ngôi nhà trên chỗ tổ 4 này anh ạ. À, ta phải xây làm đường để vận chuyển. Dạ vâng, đúng ạ. Thì tổng thôn ở chỗ thôn này Cán Lủng đang được các nhà hảo tâm hỗ trợ là 38 căn nhà anh ạ. 38 căn nhà. Dạ vâng. Và đây chính là công việc của anh Mạnh mỗi khi đến với bà con. Một chiếc máy quay ghi lại tất cả hình ảnh cuộc sống của họ. Những hình ảnh này sẽ được đăng lên trên kênh YouTube Nắng Cao Nguyên vào 8 giờ sáng hàng ngày. Qua đó, những người gửi quà và tiền cho bà con cũng có thể thấy được tiến độ thực hiện công việc mà anh Mạnh và bà con ở đây đang làm. À, vâng, thưa nhà báo Phạm Trung Tuyến, là không biết là anh đã bao giờ đặt chân đến cái vùng đất Cán Lủng của Mèo Vạc hay chưa? À, và nếu mà rồi thì anh có những cái cảm nhận như thế nào về vùng đất này ạ? Tôi đi làm báo được gần 30 năm rồi. Và những cái năm đầu tiên khi mới đi làm báo thì tôi chuyên viết về xóa mù chữ, xóa đói giảm nghèo và xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học ở miền núi. Thì hầu như mọi cái địa phương ở miền núi phía Bắc thì tôi đều đã đặt chân đến rồi. Và Cán Lủng, Mèo Vạc không phải là ngoại lệ. Tôi nhớ là ngày xưa đi vào thôn Cán Lủng này thì chúng tôi hầu như phải đi bộ. Cự ly đi từ các cái trung tâm cụm xã đến các cái điểm trường cắm bản thì thường thường là phải đi hết gần một ngày đường. Và tôi hiểu được cái sự khó khăn về giao thông ở khu vực này. Không biết là nhà báo Phạm Trung Tuyến nghĩ sao về việc là Thanh Niên Mạnh cũng như là nhóm YouTuber Nắng Cao Nguyên đã mở đường cho người dân có thể đi qua đi lại đây một cách dễ dàng hơn ạ? Tôi cho rằng là bất cứ những ai mà đã có những cái dịp mà đi du lịch khám phá hoặc là đi công tác mà đến những cái thôn bản ở miền núi thì đều có cái mong muốn là mình có thể làm gì đó để có thể hỗ trợ người dân ở các cái thôn bản đó có thể đi lại dễ dàng. Và tôi nghĩ rằng khi mà nhìn những cái hành động như vậy thì thực sự tôi không thích hai cái từ thiện nguyện một chút nào. Và tôi thường gọi đó là một thứ hành động trả nợ cảm xúc của mình. Có người trả nợ bằng cách là viết về nó, có người kể về nó, có người thì có thể hỗ trợ từng số phận, có thể giúp đỡ một người nào đó ở những cái vùng đất đó. Có người thì bằng cách là huy động mạnh thường quân để mở đường. Và trường hợp bạn trong phóng sự này thì cũng không phải trường hợp duy nhất, cũng không phải trường hợp đầu tiên. Có những đồng nghiệp của tôi đã từng mở những con đường tương tự như vậy ở Bắc Giang, như nhóm của chị Hà Phạm, một cựu nhà báo của Báo Nhân Dân, mở con đường ở Đồng Bẩm Bắc Giang chẳng hạn. Đấy, một cái câu chuyện mà kéo dài mấy năm trời. Cũng đúng như là nhà báo Phạm Trung Tuyến nói thì bạn Mạnh cũng như là cái nhóm Nắng Cao Nguyên thì cũng không phải là cái nhóm thiện nguyện đầu tiên mà đi mở những cái con đường như thế này. Nhưng mà tuy nhiên phải nói là cái cách làm của nhóm này thì tôi thấy cũng khá là hay, vì họ cũng đã có những cái lợi dụng vào những cái công nghệ, đúng không ạ, mạng xã hội bây giờ để có thể lan tỏa được và kêu gọi được rất là nhiều mạnh thường quân. Sau đó thì tôi lại thấy một cái nữa lại hay hơn nữa, đấy là anh ấy lại thuê đúng những cái bà con ở khu đấy làm, sau đó là sẽ trả
tiền công cho họ. Như vậy thì lại còn tạo thêm cả việc làm nữa, đúng không ạ? Nhà báo Phạm Trung Tuyến thì nghĩ sao về việc này ạ? Đó, cái việc mà các bạn sử dụng người địa phương và dùng cái tiền được tài trợ để chi trả cho người địa phương để làm và cùng với bà con làm, thì đó là một trong phương pháp mà trước kia cũng đã được đánh giá rất cao trong các dự án phát triển miền núi, là phương pháp mà các cái dự án có sự tham gia của người dân. Bởi vì nếu như không có sự tham gia của người dân, chúng ta sẽ áp đặt cái mong muốn của chúng ta, và nó nhiều khi nó không khớp với nhu cầu của người dân mà được thụ hưởng các cái thành quả. Và chúng ta đã thấy rằng rất nhiều nơi các cái công trình chợ, công trình bể nước, thậm chí cả đường và cầu được các nhà tài trợ bỏ tiền vào xây dựng lên, nhưng mà người dân không sử dụng hoặc rất ít sử dụng, hiệu quả sử dụng không cao, là bởi vì không có sự tham gia của người dân trong quá trình lên kế hoạch, quá trình lập kế hoạch cũng như quá trình mà tổ chức thực hiện, nó mới không khớp được với cái nhu cầu của người dân. Cho nên nhiều khi nếu như chúng ta không có một cách làm khoa học và huy động được cái sự tham gia của người dân từ khâu lên kế hoạch, thì nó sẽ rất dễ dẫn đến cái khả năng là cái tâm của chúng ta tốt, cái mong muốn của chúng ta tốt, nhưng không những không hiệu quả mà còn thậm chí lại còn gây ra những tác động tiêu cực đối với địa phương khi mà trong, bởi vì cái việc làm thiện nguyện của chúng ta. Vâng, cũng xin được chia sẻ thêm với nhà báo Phạm Trung Tuyến và quý vị và các bạn. Anh Phạm Đức Mạnh thì làm YouTube cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Sau 3 năm thực hiện, mãi cho đến tháng 7 năm 2020 thì anh Mạnh mới xác định được đúng cái hướng đi lâu dài của mình, đó là chủ đề làm thiện nguyện như hiện tại. Vâng, và đến bây giờ sau 1 năm làm công việc này thì tư duy của chính anh Mạnh cũng đã có nhiều thay đổi. Thay vì giúp một gia đình nghèo thì anh đã hướng tới việc thực hiện những dự án lớn hơn. Điển hình chính là việc kéo điện mở đường cho thung lũng Cán Lùng như hiện tại chúng ta vừa theo dõi. Và để hiểu rõ hơn về cách làm thiện nguyện của chàng trai này, mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây của chúng tôi. Đến thời điểm hiện tại, kênh YouTube Nắng Cao Nguyên đã có tới hơn 200.000 người theo dõi. Mỗi video đăng lên đều có hàng trăm ngàn lượt xem. Điều đặc biệt ở kênh YouTube này là phần lớn khán giả đều đang sống và làm việc ở nước ngoài như là Mỹ, Đức, Pháp và các nước phát triển. Chính vì vậy, nguồn thu từ quảng cáo thường cao hơn các kênh YouTube ở Việt Nam khác và số lượng mạnh thường quân cũng nhiều hơn. Đã có những mạnh thường quân gửi chọn niềm tin vào Mạnh với số tiền hàng tỷ đồng để kéo điện, làm đường cho người dân Cán Lùng. Thì hiện tại kênh YouTube của em thì cũng có một bạn kế toán chuyên về nhập các cái nguồn tiền của các nhà hảo tâm, với lại là chi tiêu hàng ngày, chi tiêu gì thì bọn em sẽ về báo lại bên chỗ kế toán để nhập lại dữ liệu. Và quan trọng nhất là cứ thứ bảy hàng tuần hoặc là cách đấy khoảng 2 tuần là em sẽ live stream trực tiếp trên kênh YouTube, trao đổi về và nói chuyện với tất cả quý vị khán giả ở trên kênh, cũng như là thông báo cái trong tuần đó mình chi tiêu những cái gì và mình hỗ trợ bà con những cái gì và được bạn bao nhiêu là nhà hảo tâm hỗ trợ. Các mạnh thường quân ở khắp nơi thì sẽ góp bằng tài chính, còn bà con thì sẽ góp công, góp sức để xây dựng ra những công trình. Là một con đường ở đây sử dụng sức người là chính, máy móc, công nghệ không thể vào được để làm, mọi chi phí sẽ được giản tiện nhất có thể. Ví dụ như một khối bột đá này mà mua tại bãi mà đi mua ấy, nó rơi khoảng 350 đến 400 nghìn một khối, nhưng mà hiện tại thì mình tận dụng nguyên cái vật liệu ở của địa phương tại thôn bản, thì chỉ mất tiền dầu máy thôi thì nó rơi khoảng tầm 40 nghìn một khối bột đá thôi. Theo cái tính toán mà cái nguồn nguyên vật liệu mà từ các cái bên ví dụ như nhà nước hay là các bên khác ấy, thì không phải bên thiện nguyện, nó rơi khoảng tầm 3 tỷ một cái tuyến đường 4 km. Nhưng hiện tại thì như em đang dự toán lên nó chỉ bao gồm 1 tỷ thôi là đã đủ. Là xây dựng cái tuyến đường 4 km là đường ô tô đi thoải mái cho bà con. Nắng đã ở đỉnh đầu và một buổi làm việc hăng say cũng sắp kết thúc. Anh đầu bếp của nhóm cũng đã chuẩn bị xong 40 suất cơm cho bà con đến làm việc. Ở đây, cứ ai đến làm việc sẽ được ăn cơm, và những suất cơm như thế này cũng từ kinh phí mà các mạnh thường quân đóng góp. Anh cũng biết là bây giờ là đang mùa giáp hạt, rất là đói, có những hộ gia đình thì ra cả nhà
Thì lúc đầu là làm cái tuyến đường thì mỗi hộ gia đình chỉ ra một người thôi. Nhưng sau khi bà con là nói thật với anh là bà con là hết cái ngô dự trữ trong nhà ấy, hết lương thực thì có nhà kéo cả gia đình ra đi làm để được những phần ăn như này. Đối với bà con Cán Lủng, không phải lúc nào họ cũng được ăn những bữa cơm ngon như thế này. Cuộc sống và công việc của họ phụ thuộc chủ yếu vào cây ngô, nên bữa ăn thường một màu vàng của bột ngô làm chủ đạo. Không điện, không đường, và giờ thì đã có điện và đang làm đường, đang có một sức sống mạnh mẽ thổi vào bản làng của họ trong gần một năm qua. Anh Mạnh này, anh ấy làm thiện nguyện theo cái cách làm tôi thấy là khá là thông minh. Anh Mạnh anh rất hay live stream trên cái kênh của anh ấy và nói về cái việc thu chi như thế nào. Và cái việc chính cái việc công khai minh bạch như thế thì tôi cũng nghĩ là một phần làm cho mọi người cũng cảm thấy là yêu mến hơn, đúng không ạ? Tin tưởng hơn vào cái việc làm thiện nguyện của anh ấy. Bởi vì là cái thời gian vừa qua thì như chúng ta đã biết là cũng có rất là nhiều những cái vụ lùm xùm về cái việc là từ thiện rồi thiện nguyện mà không minh bạch được về cái phần tài chính, đúng không ạ? Thực tế thì thiện nguyện là việc rất khó và trên thế giới người ta có những cái tổ chức làm hỗ trợ cái việc làm thiện nguyện một cách khá là rất là chuyên nghiệp, và để cho duy trì được cái niềm tin và tránh cái sự những cái hình thức lừa đảo. Bởi vì chúng ta rất dễ khi bởi vì khi nói thiện nguyện là chúng ta sẽ đề cập nhiều đến cảm xúc. Chúng ta muốn giúp đỡ một ai đó hầu hết nó bắt nguồn từ cảm xúc của bản thân mình, và khi mà một cái hành vi mà được thúc đẩy bởi cảm xúc thì cái điều mà chúng ta thường gặp là những cái sai sót, chúng ta thường gặp là những cái điều mà không lường trước, không được tính toán, thậm chí là chúng ta dễ bị gian dối, dễ bị lừa đảo. Bởi vì vậy cho nên là làm thiện nguyện rất cần có cái sự hỗ trợ của những người chuyên nghiệp, thậm chí là những tổ chức chuyên nghiệp, và họ đáp ứng các cái điều kiện để có thể minh bạch. Điều đó nó giúp cho cái việc làm thiện nguyện nó hiệu quả hơn, và cũng giúp cho những cái người mà chia sẻ tiền bạc, chia sẻ cảm xúc của mình với chương trình đó cảm thấy yên tâm. Và tôi nghĩ rằng là một cái nhóm như nhóm Mạnh Mạnh, các bạn ấy đang cố gắng, đang nỗ lực để minh bạch hóa công việc của mình cũng là một cái cách rất là tốt. Và tôi hy vọng rằng việc các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, những người làm thiện nguyện thì càng ngày càng ý thức được rõ hơn về cái nhu cầu minh bạch các hoạt động của mình. Vâng, cá nhân tôi thì có suy nghĩ rằng là những cái bạn trẻ mà vừa làm YouTube vừa làm thiện nguyện thì sẽ phải đối mặt với rất là nhiều điều. Nếu mà họ làm thiện nguyện tốt rồi làm kênh YouTube của mình tốt thì rõ ràng là tất cả mọi người đều vui vẻ cả. Nhưng mà nếu mà họ làm thiện nguyện từ thiện một cách mà không khoa học, rồi chỉ có một chút gì đó sai lầm mà để mọi người hiểu rằng là thiếu tính minh bạch ở đó thôi, thì sẽ có rất nhiều những vấn đề xảy ra. Và thậm chí là cái kênh YouTube của các bạn ấy có thể là bị tẩy chay, rồi chính bản thân các bạn ấy cũng bị cộng đồng lên án. Nhất là đặc biệt là trong cái thời buổi công nghệ số đang rất là phát triển bây giờ, phải không ạ? Vâng, tôi nghĩ rằng là sẽ rất sớm thôi, do cái nhu cầu làm thiện nguyện lên cao, thì sẽ có những cái điều chỉnh về mặt luật pháp. Chúng ta sẽ có những cái quy tắc, các cái quy chuẩn về việc làm thiện nguyện. Ví dụ không phải là cứ làm thiện nguyện là làm thiện nguyện, không phải ai cũng có thể gây quỹ. Những cái điều đó thì nó đều phải có những cái nguyên tắc và có các cái tiêu chí để mà mọi người đều có thể căn cứ vào đó để thấy rằng cái nhóm này làm thiện nguyện như thế có đáng tin hay không. Và một cái điều nữa mà tôi cũng rất muốn lưu tâm đến mọi người là như cái nhóm của bạn Mạnh đã làm, là khi chúng ta huy động người dân tham gia thì chúng ta làm thiện nguyện có rất nhiều nơi. Tại sao có cái lùm xùm? Bởi vì chúng ta đem áp đặt cái ý nghĩ của chúng ta rằng nơi đó họ đang cần được hỗ trợ cái này, nơi đó đang cần hỗ trợ cái kia và đang được muốn được hỗ trợ theo cách này, và chúng ta đem những thứ chúng ta có
và chúng ta mang đến và chúng ta gọi tuyên bố đấy là chúng ta làm từ thiện, làm thiện nguyện. Nhưng thực ra người dân ở đấy có thực sự cần điều đó hay không? Và họ cần, cách mà họ cần, họ nhận, đón nhận như thế nào? Thì chúng ta cần phải có cái sự tham gia của chính cái cộng đồng được hưởng lợi. Họ muốn, chúng ta muốn mang đến cho họ điều gì tốt, chúng ta phải tìm hiểu họ có thực sự muốn không? Và tốt nhất thì đấy phải là cái mong muốn được thể hiện bởi chính cái cộng đồng hưởng lợi.